tiểu gia tộc bình thường đệ tử, không có đầy đủ tu tiên tài nguyên, không có xuất sắc thiên phú, chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm, xông ra một con đường tu tiên. Họa phù, tu tiên Sách mới, Liêu Trai Phù Tiên đã công bố, cầu ủng hộ. Làm người khó, làm tu sĩ càng khó. Tô Diệp chỉ muốn yên lặng vẽ phù tu tu tiên, làm một tu sĩ nhàn nhã. Nhưng ai ngờ thế giới Liêu Trai khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt người phía bắc huyện Kim Hoa của hắn có một ngôi chùa hoang phế, tên là Lan Nhược Tự. Tiểu thuyết máu chốt Linh Phù Tiên Độ không đạn cửa sổ, Linh Phù Tiên Độ TXT toàn tập đao loa, Linh Phù Tiên Độ mới nhất chương đọc. Chương 1 Nhất giai thượng phẩm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Tam Thúc Công Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Vật liệu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Cự tuyệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 đỏ đồi dãy núi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Bạo gấu, cầu thu cầu đề cử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Đắc thủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Tăng Nguyên đang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Phân phối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.